Như vậy là cái video clip này thì trả lời cái câu hỏi là chị Vân đã có xe lăn hay chưa. Thì thưa quý vị các bạn, cái clip này thì chị đã có xe lăn rồi. Giờ chị đang đi bán vé số rồi. Giờ Tuấn Dương sẽ mua ủng hộ chị vài tờ. Sau đó thì mình sẽ tặng lại cho chị nhá. Chúng ta thử theo dõi chút xíu xem là chị bán vé số như thế này thì bao nhiêu lâu thì có một người mua. Chúng ta cứ đứng ở đây để đợi nhé. Đó, Tuấn Dương vẫn đang đợi ở đây để coi xem là có ai mua vé số của chị không. Chúng ta sẽ bắt đầu tính thời gian nhé. Hôm qua thì có một cô ở nước ngoài có gọi cho Tuấn Dương, nói rằng là không biết là cô Vân này có xe lăn để đi bán vé số chưa. Thì chị trả lời là chưa, nên là hôm nay Tuấn Dương sẽ đi để xác minh lại. Ra thì Tuấn Dương muốn là khi những ai mà có xe lăn rồi đó thì chúng ta hãy một cách trung thực trả lời là có rồi, để không có nhận xe lăn nữa, và sẽ nhường cái phần xe lăn đó cho những cái người khác. Thì Tuấn Dương rất muốn là như vậy, bởi vì các cái nguồn lực thì đều có hạn, nhưng mà các cái nguồn lực thì đều có hạn chứ không phải là vô hạn. Mà chúng ta có rồi thì cũng không nên nhận nữa. Thì không biết là chị nói có chính xác hay không, nhưng mà Tuấn Dương nghĩ rằng cái vị khán giả mà muốn hỏi lại Tuấn Dương để gửi tiền đó thì cũng là thật lòng thôi. Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở trên đường Sư Vạn Hạnh. Đây là số 236. Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt trên đường Sư Vạn Hạnh. Đây là số 236 đường Sư Vạn Hạnh. 236 đường Sư Vạn Hạnh, phường 2, quận 10. Thì phía đằng sau của Tuấn Dương đó là cái ngã tư Nguyễn Chí Thanh cắt với Sư Vạn Hạnh. Còn bây giờ Tuấn Dương đang đi về phía các cái chung cư. Ở bên đây là có cái nha khoa Vương Cẩm. Nha khoa Vương Cẩm. Đó, kia thì có các cái bạn này đang uống, hình như là các bạn ấy uống trà sữa. Các bạn ấy mua trà sữa các bạn ấy uống. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đưa quý vị và các bạn đi đến cái khu Hồ Thị Kỷ. Đây đang là cái dãy chung cư cũ. Đây là lô H chung cư Ngô Gia Tự, quận 10. Đây, dừng ở đây chút xíu cho quý vị nhìn có wifi cà phê Trúc Phương, lô H chung cư Sư Vạn Hạnh. Đây, quay cao lên cho cả nhà nhìn một vòng quanh cái chung cư này nhá. Nhà thuốc. Đó, đây đang là gà ta Bảo Trung. Đó. Chung cư này có 4 tầng. Chung cư này có 4 tầng đó các bạn. Đây đang là lô H chung cư Ngô Gia Tự, nằm ở trên đường Sư Vạn Hạnh. Còn bên đây thì sao? Bên đây thì là các cái dãy tòa nhà cao tầng mới. Đó, các bạn nhìn này, cái tòa nhà cao tầng mới họ xây dựng.
Ở đây thì có những cái cây me rất là cao. Cây me, hàng me này chắc là cũng lâu năm rồi. Bây giờ Tuấn Dương sẽ cùng quý vị các bạn đi vào cái khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhé. Hôm nay sẽ đi đến coi xem là cái tình hình cái cô này, cô ấy bán vé số ra làm sao. Đây đang là đường Sư Vạn Hạnh nha các bạn. Ở đây họ chặt cây này. Họ cây của bên công ty môi trường, họ cắt cây. Đó. Họ đang cắt cây xanh cho nó đó. Họ cắt cây và họ thả xuống. Đây chúng ta sẽ đi vào cái con hẻm này là lô K chung cư Ngô Gia Tự. Đây có nhà văn hóa phường 2. Đi vào đây cho nó mát mẻ. Đây là lô Y, phía bên tay phải của Tuấn Dương là lô Y chung cư Ngô Gia Tự. Đây, các cái khu này họ, đây là cái vựa ve chai này. Đi ra đây là đường Trần Nhân Tôn đó các bạn. Đường khá là hẹp do các cái đây là cái khu ngã ba Vườn Lài. Ngày xưa cái phía trước mặt nó không có đâu. Đây thì có cái phúc, đây là có cái dạp này là dạp Vườn Lài đây các bạn. Đây là cái dạp Vườn Lài á. Đó. Dạp Vườn Lài thì ngay ở cái góc bây giờ là ngã tư Vĩnh Viễn cắt với Trần Nhân Tôn, nhưng ngày xưa thì họ gọi là ngã ba Vườn Lài. Đó. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra đường Lê Hồng Phong. Đây đang là cái khúc Vĩnh Viễn cắt với Lê Hồng Phong. Đây là hết đường Vĩnh Viễn nhé. Giờ Tuấn Dương sẽ đi vô cái con hẻm này. Cái hẻm này sẽ đi được đến ra chợ Hồ Thị Kỷ thưa các bạn. Đường này khá là xấu, nó rất là sóc. Đây là cái khu chợ ẩm thực, chợ Campuchia. Khu này ngày xưa là Tuấn Dương nghe nói là cái thời đó thì họ dành một cái chỗ cho người Miên ở. Và sau này thì nó thành cái khu Hồ Thị Kỷ. Khu này thì ở khá là lụp sụp. Đa số là cái dân bà con bên Campuchia, người Miên sang đây họ sinh sống. Thì cũng có những người làm ăn thì rất là tốt, nhưng mà cũng có những người thì qua đây thì cái kinh tế của họ cũng không có được tốt lắm. Đây có lẽ là bên công an họ đang lập lại trật tự ở khu vực này.
Đây là có cái trường mầm non phường 1 này. Đây hình như là chỗ chị Vân hôm trước chị bán vé số đấy. Đây thì như vậy là chị Vân thì đã có xe lăn rồi nha các bạn. Như vậy là cái video clip này thì trả lời cái câu hỏi là chị Vân đã có xe lăn hay chưa. Thì thưa quý vị các bạn, cái clip này thì chị đã có xe lăn rồi. À, giờ chị đang đi bán vé số rồi. Giờ Tuấn Dương sẽ mua ủng hộ chị vài tờ. Sau đó thì mình sẽ tặng lại cho chị nhá. Chúng ta thử theo dõi chút xíu xem là chị bán vé số như thế này thì bao nhiêu lâu thì có một người mua. Chúng ta cứ đứng ở đây để đợi nhé. Đó, Tuấn Dương vẫn đang đợi ở đây để coi xem là có ai mua vé số của chị không. Chúng ta sẽ bắt đầu tính thời gian nhé. Hôm qua thì có một cô ở nước ngoài có gọi cho Tuấn Dương nói rằng là không biết là cô Vân này có xe lăn để đi bán vé số chưa. Thì chị trả lời là chưa, nên là hôm nay Tuấn Dương sẽ đi để xác minh lại. Ra thì Tuấn Dương muốn là khi những ai mà có xe lăn rồi đó thì chúng ta hãy một cách trung thực trả lời là có rồi, để không có nhận xe lăn nữa và sẽ nhường cái phần xe lăn đó cho những cái người khác. Thì Tuấn Dương rất muốn là như vậy, bởi vì các cái nguồn lực thì đều có hạn, nhưng mà các cái nguồn lực thì đều có hạn chứ không phải là vô hạn. Mà chúng ta có rồi thì cũng không nên nhận nữa. Thì không biết là chị nói có chính xác hay không, nhưng mà Tuấn Dương nghĩ rằng cái vị khán giả mà muốn hỏi lại Tuấn Dương để gửi tiền đó thì cũng là thật lòng thôi. Thì có thể có một cái sự hiểu lầm nào ở đây chăng thì Tuấn Dương cũng không có biết. Nhưng mà thấy khá là lâu rồi thì chị ngồi ở đây và chị vẫn chưa có bán được một tờ vé số nào. Nên chắc Tuấn Dương sẽ mà chị lại ngồi lại đứng ngay ở chỗ nắng như vậy thì Tuấn Dương thấy cũng không có phù hợp. Đứng ở ngay chỗ nắng này thì Tuấn Dương thấy không có phù hợp. Thôi Tuấn Dương sẽ đi lại và nói với chị đi lui ra chỗ mát kìa nhá. Sao không đứng ở chỗ mát đấy? Sao chị không đứng ở chỗ mát đấy? Đứng ra ngoài kia kìa. Đây chị đã có cái chiếc xe lăn này, xe lăn kiến tường này. Rồi, chị bán được nhiều chưa? 40 tờ á? Vâng. Đấy, bán hôm nay lấy bao nhiêu tờ? Dạ, lấy 1.6 triệu. 1.6 triệu là được bao nhiêu tờ? 160 tờ. Rồi thôi, bán cho em 5 tờ đi. Đó, chị rút vé nào cũng được. Mỗi thứ một tờ đi cho nó dễ trúng. Mỗi thứ một tờ cho dễ trúng chị ơi. Vậy là bây giờ ai chở chị lên? Dạ, sáng thanh niên chở. À, dạ dạ. Ừ.
Rồi em cảm ơn chị nhá. Rồi rồi. Ở đây tặng chị hai tờ này để cho chị xem là có trúng hay không nhá. Nhớ hai tờ này giữ lại, nếu mà trúng thì trúng thì để dành. Rồi thôi chào chị nhá, em đi đây. Thôi chúng ta sẽ đi á. Chị ngồi chỗ mát mà bán, ngồi chỗ mát mà bán. Chứ chị đứng ở đấy nắng ai mua nhé. Rồi chào chị. Rồi như vậy là các bạn đã biết là cô Vân của chúng ta thì đã có xe lăn, và các bạn quý bà con cũng quý cô chú anh chị sẽ không cần bận tâm đến cái việc là cô có xe lăn để đi bán vé số hay chưa nữa nhé. Hy vọng rằng là một cái lần gặp mà ngắn ngủi như vậy thì quý cô chú anh chị cũng phần nào biết được cái sự thật. Thì thôi chúng ta sẽ giúp họ và có được cái cần câu cơm, như vậy rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta giúp họ để họ có được một cái cần câu cơm, chứ chúng ta không có thể giúp họ được lâu dài về cái là chúng ta giúp họ có một cái cần câu cơm thôi, chứ không thể cho họ, tức là giúp cái cần câu cá để họ có cá ăn hoài, chứ không giúp họ có một cái gọi là không giúp họ những con cá, mà giúp họ những cái con cá này thì họ sẽ ăn rồi nó sẽ hết cá thôi. Là như vậy, có vốn rồi, có vé số rồi thì như vậy cứ tiếp tục để mà kinh doanh, để mà làm ăn buôn bán. Thì Tuấn Dương nghĩ rằng là cái nếu như mà quý cô chú anh chị có hỗ trợ cho cô Vân thì có thể là cho cô thêm một chút tiền để cô tích lũy nữa thôi. Chứ còn về vấn đề xe lăn thì trả lời câu hỏi cho cái vị khán giả hôm qua là hai cái cô chú mà ở nước ngoài đã về hưu rồi, có điện thoại cho Tuấn Dương, tính là sẽ tiếp tục gửi tiền cho Tuấn Dương để mua cái xe lăn cho cô. Nhưng mà Tuấn Dương thì nói là cô có xe lăn rồi, nhưng mà còn cái cô chú ở nước ngoài thì có nói là hỏi cô Vân thì cô có bảo là chưa có xe lăn. Đấy thì nếu như mà Tuấn Dương tặng thêm một chiếc xe lăn nữa thì có phải là thành hai chiếc không? Đó, nên qua cái video clip này thì cũng trả lời tới cái thắc mắc của các cô chú anh chị mà quan tâm đến cô Vân. Cô Vân quê gốc ở Bình Định. Quê gốc ở Bình Định. Về Sài Gòn bán vé số. Bây giờ chúng ta đang đi trên đường Hùng Vương đó các bạn. Đây đang là đường Hùng Vương. Đây là góc đường Hùng Vương cắt với đường Lê Hồng Phong. Bên tay phải là cái hệ thống quán Nhân Trí, là cái quán ăn mà gồm khá là nhiều món cơm cá các kiểu. Rồi qua đây là cái cây xăng. Thôi đang nắng này Tuấn Dương không có ghé đổ xăng, nhưng mà thôi một lúc khác sẽ phải ghé để đổ. Thôi chúng ta lại đi tiếp qua đây. Ra đây là gặp Nguyễn Chí Thanh nha các bạn. Đây là góc đường Hùng Vương với Trần Nhân Tôn. Đi chừng khoảng 50 mét nữa thôi thì chúng ta sẽ gặp, đây là cái ngã tư
1. Thôi gọi ngã tư cũng được. Đây là cái khúc đầu của Nguyễn Chí Thanh, số 12 Nguyễn Chí Thanh. Và đường này thì họ đang làm lại, trải nhựa lại. Và cái khúc đầu này thì Tuấn Dương cũng thấy họ bán các cái đồ thờ cúng rất là nhiều. Đó. Đây, cái khúc đường này họ đang cào đi này, vẫn còn xấu á. Nên thôi chúng ta sẽ không có đi tiếp vào đường Nguyễn Chí Thanh mà sẽ tiếp tục quay ra để đi vào đường đây là đường Sư Vạn Hạnh. Đây Tuấn Dương sẽ đi cái lối này nhé. Đi vô trong này để coi cái khu các cái dãy chung cư mới, cập nhật tình hình cho quý cô chú anh chị tiện theo dõi. Đây trong này vẫn là cái khu chung cư trước là có một vài lô, chắc là họ đã xóa đi rồi. Đây cao ốc A Ngô Gia Tự. Ngày xưa thì họ đã phá đi một vài các cái dãy chung cư mà xuống cấp để họ xây lên cái cao ốc Ngô Gia Tự. Đó. À, xung quanh đây thì họ gửi xe phía dưới này. Ra đến đây thì chúng ta sẽ gặp cái đường này là đường Hòa Hảo. Đây là cái góc đường Hòa Hảo. Đây bên tay trái của Tuấn Dương là cái trường trung học phổ thông Sương Việt Anh. Còn đây là cái góc đường Hòa Hảo cắt với đường Ngô Gia Tự, đường Minh Mạng cũ đó. Những cái đồng chí Grab Food đi giao đồ. Đây bên đây là cái khu khám bệnh Hòa Hảo. Ở đây rất có nhiều cò. Họ sẽ cò này là cò khám chữa bệnh nha. Rồi, chúng ta sẽ đi trong cái có các cái hẻm nhỏ Sài Gòn đó. Và Tuấn Dương sẽ chuẩn bị end cái video clip ở đây. Họ đi bán vé số đó. Đi hết cái hẻm này sẽ ra đường Vĩnh Viễn đó các bạn. Rồi Tuấn Dương sẽ end cái video clip ở đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những các cái video clip kế tiếp của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip của mới của Tuấn Dương. Đó. Đây.
có lẽ chúng tôi sẽ đi qua cái lối này, sẽ đi cái lối này đi qua bên kia.